Kính chào quý vị khán giả, sau đây là phần điểm tin thời sự lúc 16 giờ chiều của Đài Truyền hình Việt Nam. Bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại Lào, sáng nay 13 tháng 9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thông Sỉn Tham Mạ Vông đã dự lễ khởi công dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali tại tỉnh Khăm Muộn. Đây là dự án do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đầu tư và là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Việt Nam ở nước ngoài. Dự án khai thác và chế biến muối mỏ Kali có tổng mức đầu tư là 522 triệu đô la Mỹ, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất chính thức sau 40 tháng thi công. Dự án này cũng sẽ tạo thêm động lực mới cho quan hệ hợp tác kinh tế song phương Việt Nam-Lào, góp phần quan trọng để tăng cường và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Tại Bắc Ninh cũng trong sáng nay, thì lễ hợp long cầu Bình Than, cầu vượt sông Đuống nối hai huyện là Gia Bình và Quế Võ đã được tổ chức. Cầu Bình Than được đầu tư xây dựng từ năm 2011 là cây cầu có quy mô lớn nhất, hiện đại nhất trên địa bàn do tỉnh Bắc Ninh đầu tư bằng ngân sách với tổng vốn là hơn 1.600 tỷ đồng. Sau lễ hợp long vào hôm nay, Bắc Ninh sẽ huy động tối đa nhân lực, thiết bị máy móc để đưa cầu Bình Than vào sử dụng trong cuối năm, nhằm phát huy công năng đồng bộ nối quốc lộ 17 với quốc lộ 1, quốc lộ 18, quốc lộ 38 và đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Tỉnh Đắk Lắk cho biết sẽ đầu tư hơn 360 tỷ đồng cho đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin toàn ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020. Theo đó, đề án dành 1,2 tỷ đồng cho việc tập huấn bồi dưỡng cán bộ thực hiện, còn lại dành cho mua sắm thiết bị. Hiện nay, đào tạo tin học đã được triển khai ở 100% trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên có dạy tin học chính khóa. Hơn 93% các trường trung học cơ sở có phòng máy tính thực hành và tổ chức dạy tin học 2 tiết một tuần, gần một nửa các trường thì học có phòng máy thực hành. Theo tính toán của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, nếu tính ít nhất mỗi trường mầm non tiểu học cần một giáo viên tin học, thì số giáo viên dạy tin học ở các cấp này còn thiếu khoảng 370 giáo viên. Đại lễ Hoa Đăng Vía Bồ Tát Địa Tạng đã được tổ chức tại Chùa Đình Quán, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm vào tối ngày 12 tháng 9. Hoạt động xã hội này có sự tham gia của hàng trăm tăng ni Phật tử, các sinh viên tình nguyện và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Các nghi lễ hoạt động của đại lễ đều có tính hướng thiện, tính giáo dục, nhất là đối với các bạn trẻ. Trong các bài thuyết pháp, các nội dung nghi lễ đều giáo dục Phật tử, chúng sinh phải hướng thiện, hiếu lễ với ông bà, cha mẹ, phát huy truyền thống dân tộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lễ truyền đăng, tức là truyền ngọn lửa Pháp giáo, ngọn lửa cho hàng trăm người tham gia là điểm nhấn của đại lễ, với ý nghĩa ánh sáng Phật Pháp sẽ được truyền đi khắp mọi nơi. Tin thế giới, hãng tin Nga RIA Novosti dẫn nguồn từ Bộ Nội vụ Hungary cho biết chính quyền nước này sẽ lập một tòa án, các nhóm nhỏ gồm các thẩm phán và công tố viên để xét xử những trường hợp vượt biên bất hợp pháp. Theo đại diện của Bộ Nội vụ Hungary, thì các tòa án di động thử nghiệm đầu tiên sẽ bắt đầu làm việc tại khu vực biên giới với Serbia vào tuần tới. Gói những đạo luật mới của Hungary về người tị nạn và biên giới sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 9 sau khi được thông qua hồi tuần trước. Theo luật mới, vượt biên bất hợp pháp sẽ là hành vi phạm tội. Người phạm tội sẽ bị xét xử, bỏ tù hoặc bị trục xuất. Hình phạt đối với những kẻ buôn lậu đưa người trái phép qua biên giới cũng sẽ được siết chặt hơn. Ấn Độ và Australia ngày hôm qua đã bắt đầu tập trận hải quân lần đầu tiên giữa hai nước với tên gọi là AustIndex 15, diễn ra tại vịnh Bengal ngoài khơi bờ biển phía đông của Ấn Độ. Cuộc tập trận của hải quân hai nước sẽ kéo dài trong vòng một tuần và chia làm hai giai đoạn, bao gồm các cuộc diễn tập hạm đội và các bài tập phối hợp chống tàu ngầm kết hợp với các tình huống cứu trợ nhân đạo và thiên tai. Cuộc tập trận có sự tham gia của 3 tàu hải quân Australia cùng 3 tàu hải quân và máy bay tuần tra của Ấn Độ. Hai bên cho biết cuộc tập trận hải quân nhằm mục đích tăng cường hợp tác hải quân giữa hai quốc gia để đảm bảo hòa bình và an ninh trong khu vực. Liên hoan phim Venice 2015 đã khép lại rạng sáng nay theo giờ Việt Nam và tác phẩm From Afa, tạm dịch là Đến từ Afa của đạo diễn Lorenzo Vigas đã giành giải thưởng danh giá nhất giải Sư Tử Vàng. Đến từ Afa lấy bối cảnh là bạo lực và hỗn loạn tại thủ đô Caracas, Venezuela. Đạo diễn Vigas chia sẻ muốn dành tặng giải thưởng này cho quê hương của ông. Ngoài ra, giải Sư Tử Bạc được dành cho bộ phim kinh dị The Clan, tạm dịch là Băng Đảng, của đạo diễn Argentina Pablo Chapero. Bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một gia đình ở Buenos Aires chuyên bắt cóc những người giàu có. Phần tin vắn chiều xin được kết thúc tại đây. Xin cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.